Mừng anh em học sinh mua tự trường giảm giá tới 20% các mặt hàng ki bản quyền Windows, phần mềm Office cho toàn bộ anh em. Nhập ngay mã khuyến mãi ST20 để được giảm giá tới hàng trăm ngàn đồng. Windows 10 Pro, Windows 10 Home chỉ còn từ 350 ngàn đồng. Office 2019 giảm giá một nửa. Mua hàng trên CDK Deal để được hưởng chọn đời ki bản quyền với chi phí thấp nhất. Click bài đồng hành cùng video này. Đặt trước iPhone 13 chính hãng nhận quà cực sốc, tổng ưu đãi lên tới 12 triệu đồng. Tặng gói bảo hành kim cương tới 3 triệu đồng hỗ trợ thu cũ đổi mới, giảm giá lên đời sản phẩm cực sốc. Truy cập ngay clickbuy.com.vn để nhận tư vấn miễn phí. Xin chào anh em đã quay trở lại và ngày hôm nay thì vẫn sẽ như thường lệ, bọn mình sẽ gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, ý tưởng BlackBerry XVO X25G thách thức Galaxy S22 iPhone 13 Onwa Mobility đã được cấp quyền sản xuất smartphone BlackBerry kể từ tháng 8 năm 2020 và công ty đang muốn tạo ấn tượng khi đưa thương hiệu này trở lại bằng một thiết bị hấp dẫn hơn. Các báo cáo mới nhất cho thấy là Onwa Mobility đang có ý định tung ra thị trường mẫu smartphone BlackBerry hỗ trợ 5G đầu tiên trong năm 2021 này. Sản phẩm đến nay vẫn chưa xuất hiện, nhưng nhà thiết kế đồ họa Technixo Concept đã cung cấp một concept mang tên là BlackBerry Evo X2 có thể khiến người dùng quan tâm, đặc biệt khi nó mang trên mình những tính năng có thể khiến người dùng có ý định mua iPhone 13 hoặc Galaxy S22 trong tương lai phải nao núng. Ý tưởng điện thoại được lấy cảm hứng từ BlackBerry Evo X ra mắt vào tháng 8 năm 2018 nhưng mang đến một thiết kế rất mới, bao gồm toàn màn hình ở mặt trước với các viền siêu mỏng cả ở trên cùng và dưới cùng, giảm hơn một nửa so với tiền nhiệm. Mặt sau có họa tiết giả sợi carbon đặc trưng. Ở mặt trước điện thoại trang bị camera selfie 32 megapixel đặt trong phần đục lỗ và rách cắm âm thanh 3.5mm được đặt ở trên cùng. BlackBerry Evoque X2 có cảm biến vân tay trong màn hình và giữ nguyên định dạng hình chữ nhật với các cạnh cong như tiền nhiệm. Chuyển sang mặt sau thì nó đi kèm với hệ thống máy ảnh mạnh nhất mà BlackBerry từng có. Đó là một thiết lập 4 camera với camera chính là 108MP, điều hoàn toàn có cơ sở khi vào đầu năm nay đã có tin đồn cho biết là công ty đang có ý định sử dụng cảm biến hình ảnh là 108 megapixel mà Samsung sử dụng trên Galaxy S21 Ultra. Bên cạnh đó thì còn có camera siêu rộng 16 megapixel, camera tele tối thiểu 8 megapixel với zoom quang 3x cùng hiệu ứng làm mờ nền bokeh hoặc là macro. Thậm chí Samsung còn là đối tác cung cấp cho điện thoại BlackBerry tính năng bảo mật Samsung Knox. Cuối cùng thì BlackBerry Evox X có pin là 4000 mAh có vẻ không phù hợp cho nhu cầu hiện nay. Vì vậy mà bản kế nhiệm của nó có thể đi kèm với viên pin là 5000mAh, máy hỗ trợ 5G nhưng thiếu bàn phím vật lý vốn làm nên thương hiệu BlackBerry. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, lộ diện Nokia X100, siêu cấp kế nhiệm Nokia 9 PureView. Đã hơn 2 năm rưỡi kể từ khi mà chiếc Nokia 9 PureView được ra mắt và đó cũng là lần cuối cùng Nokia Mobile thử nghiệm một mẫu điện thoại flagship thực sự của công ty Phần Lan là như thế nào. Cho đến hiện tại thì đã có rất nhiều thông tin khác nhau về mẫu điện thoại kế nhiệm Nokia 9 Bill View, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Nokia 8.35G hay gần đây là Nokia XR20 siêu bền, dù vẫn đang là các điện thoại Nokia đắt tiền nhất, nhưng chúng vẫn chỉ ở phân khúc tầm trung. Tuy nhiên có vẻ như là ngày mà một chiếc điện thoại Nokia cao cấp thực sự đã sắp đến, bởi nó đã nhận được sự xác nhận từ EVLeaks, người được mệnh danh là ông trùm tin đồn, có độ chính xác cực cao. Theo đó thì tài khoản Twitter này đã đăng tải một loạt danh sách các thiết bị Nokia tiếp theo sắp ra mắt với hàng loạt cái tên mới bao gồm Nokia G50, Nokia T20, Nokia G300 và Nokia X100. Nếu như Nokia G50 và T20 đã được làm rõ là chiếc smartphone 5G giá rẻ nhất hay là chiếc máy tính bảng mới nhất của công ty Phần Lan thì trường hợp của Nokia X100 và G300 hơi khác một chút. Theo như cách đặt tên mới của Nokia Mobile thì dòng X sẽ là dòng cao cấp nhất tập trung nhiều tính năng đặc biệt, còn dòng G sẽ là dòng máy tầm trung cấu hình cao cạnh tranh trực tiếp với Xiaomi. Tuy nhiên thì đây lại là lần đầu tiên Nokia Mobile dùng tới 3 chữ số để đặt tên sản phẩm. Chính vì vậy mà nhiều báo cáo cho rằng công ty Phần Lan đã quyết định đổi tên các mẫu điện thoại cấu hình cao của họ để phù hợp hơn với vai trò đầu tàu trong phân khúc của chúng. Như Nokia X100 sẽ là phiên bản đổi tên từ Nokia X60 Pro, Nokia X70 đã được hé lộ trước đây. Máy sẽ được trang bị phần cứng xử lý của flagship bao gồm màn hình cong hai cạnh, dung lượng RAM lên tới 16GB, chip xử lý là Snapdragon 888 hoặc là 888 cùng với hệ thống camera 200MP của Samsung. Nokia X100 cũng tiếp tục được hé lộ tên gọi thực sự trên cơ sở dữ liệu của trình duyệt Chrome, với hệ điều hành Android 11 được cài sẵn và sẽ được cài Android 12 khi ra mắt. Còn đối với Nokia G300, nhiều khả năng chiếc máy này cũng sẽ có cấu hình của flagship với con chip Snapdragon 888 hoặc là 870. Tuy nhiên thì sẽ có mức giá rẻ hơn nhiều để cạnh tranh với các điện thoại Xiaomi mà thẻ giá khoảng 399 đô la Mỹ hay là 9 triệu đồng sẽ khá phù hợp. Trong khi đó thì với vai trò là điện thoại đầu tàu cho cả công ty thì không lạ khi mà Nokia X100 sẽ có giá lên tới từ 900 đến khoảng 1.000 đô la Mỹ và cạnh tranh trực tiếp với iPhone 13 hay Galaxy S21 hiện nay. Đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, hãng Trung Quốc ra GPU mạnh ngang máy tính Apple. Jingjia Micro, một công ty của Trung Quốc, cho biết họ đang trong quá trình hoàn thiện hai mẫu GPU do hãng này tự thiết kế và sản xuất. Một trong số đó có hiệu năng ngang ngửa với GTX 1080, GPU thuộc hàng đầu bảng của NVDA cách đây 5 năm. Cụ thể thì vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, Jinja Micro đưa ra thông báo cho biết là GPU thế hệ mới mang tên gọi là ZM9 đã hoàn tất giai đoạn đóng gói chip. Dù vậy, nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa thể bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Thông thường thì một mẫu GPU sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt khoảng một năm sau quá trình đóng gói chip. Vì vậy mà nếu mọi việc suôn sẻ, GPU của Jinja Micro sẽ có mặt trên thị trường sớm nhất vào khoảng giữa hoặc là cuối năm 2022. Thực tế thì mẫu GPU GM9 đã được ở Zinzia Micro lần đầu công bố từ năm 2019, nhưng sau đó đã gặp phải tình trạng trì trệ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dòng GM9 của Zinzia Micro gồm 2 GPU, GM9231 và GM9271. GM9231 là mẫu GPU bình dân với xung nhịp là 1.5GHz, bộ nhớ 8GB GDDR5 và giao thức PCIe Gen 3 X16 nó có thể đạt được mức hiệu năng 2 TF Lops với công suất tiêu thụ là 150W, được đánh giá là ngang ngửa so với mẫu GPU tầm trung GTX 1050 của NVDA. Trong khi đó thì GM9271 là mẫu GPU cao cấp hơn. Nó có sức nhiều là 1.8GHz, bộ nhớ 16GB chuẩn HBM và hỗ trợ PCIe Gen 4X16. Mức hiệu năng của GM9271 là 8 TF Lops, tương đương với mẫu GTX 1080 hoặc các con chip M-Series trên các mẫu máy tính Mac của Apple. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là con số hiệu năng đơn thuần và không đồng nghĩa với việc những mẫu GPU của Zinzia Micro sẽ có thể chơi game tốt như Nvidia. Bởi lẽ GM9 không hỗ trợ những tập lệnh đồ họa phổ biến như là DirectX hay là Vulkan, nên khó có thể coi đây là dòng GPU dành cho game thủ. Mặc dù không dành cho game thủ nhưng uh, do Zinqia Micro có mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc, vì vậy mà những mẫu GPU mà hãng này sắp ra uh, sản xuất rất có thể sẽ được sử dụng cho một số công việc đặc thù, ví dụ như là trên máy bay quân sự. Và vậy thôi, trên đây cũng là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho tất cả anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.